210ml sữa sẽ cung cấp cho mình khoảng 210kcal. Thứ hai, trong dòng sản phẩm Nutrigol nó cũng sẽ cung cấp cho mình thêm về cái dưỡng chất adenine để hỗ trợ mình tái tạo lại mô cơ thể. Kèm với đó là dưỡng chất về axit glutamic để giúp mình giảm stress, cũng như thêm về dưỡng chất là lysine giúp mình ổn định về thần kinh trí nhớ cũng như là giúp cho mình về giấc ngủ. Ngoài ra thì dòng sản phẩm bên em nó cũng sẽ không cung cấp cái lượng progesterone. Thứ hai, nó sẽ cung cấp cho mình cái thành phần là bufa để hỗ trợ về tim mạch. Ngoài ra thì nó cũng sẽ cung cấp thêm cho mình về dưỡng chất là canxi, D3 để hỗ trợ thêm cho bệnh nhân về hỗ trợ về xương. Đối với dòng sản phẩm này thì đối tượng mình sử dụng sẽ là từ 10 tuổi trở lên, người cao tuổi, mình có về cái chế độ là mình ăn uống kém hoặc là khó nhai nuốt. Thì đối với dòng sản phẩm này, lipa chủ của mình thường sẽ là 5 muỗng với lại 1 sâm chín nước thì sẽ cung cấp cho mình khoảng 210ml sữa, là cung cấp cho mình khoảng 210kcal trên 1 ly pha chuẩn. Đó là với cái dòng sản phẩm Nutricambo là dinh dưỡng và phục hồi sức khỏe. Dòng sản phẩm thứ hai đó là dòng sản phẩm về xương khớp, là dòng Nutricambo nè. Thì dòng sản phẩm Nutricambo này, thứ nhất là bên dòng sản phẩm em sẽ cung cấp về thành phần là canxi nano, là dễ hấp thu. Thứ hai, kèm theo đó là về dưỡng chất collagen tiếp 2 để hỗ trợ cho mình về hệ xương cũng như là củng cố về hệ thống dây chằng. Ngoài ra thì ngoài canxi nano và collagen tiếp 2 thì cái dòng sản phẩm Nutricambo này cũng sẽ cung cấp cho mình về dưỡng chất là protein hoặc là thêm về cái acid hyaluronic thì nó sẽ hỗ trợ về cái dịch khớp. Đối với người lớn tuổi, bên cạnh hai điểm chính là hỗ trợ về hệ xương, hỗ trợ về dịch khớp thì dòng sản phẩm bên em nó cũng sẽ cung cấp thêm về dưỡng chất là phốt, nó sẽ hỗ trợ cho mình về vấn đề là phòng tránh tình trạng mình bị táo bón, hoặc là cung cấp thêm cho mình về cái dưỡng chất là bufa để hỗ trợ thêm cho mình về vấn đề là tim mạch. Đối tượng sử dụng đối với dòng sản phẩm này sẽ là từ 10 tuổi trở lên. Thứ hai nữa là mình dành cho những người có nguy cơ bị loãng xương hoặc là những người mà mình tập thể dục thể thao hoặc là cần hỗ trợ thêm về chế độ xương khớp. Thì đối với dòng sản phẩm này, cái liều lượng chuẩn dùng của mình sẽ là 4 muỗng, mình pha với 180 nước, sẽ cung cấp cho mình khoảng 200ml sữa về một lần mình dùng ạ. Dạ, đó là về dòng sản phẩm bôi là dòng hỗ trợ về xương khớp. Dòng thứ ba em giới thiệu đó là dòng glucagon ạ, là dòng dinh dưỡng để phát triển cho người bệnh tiểu đường. Thì đối với dòng sản phẩm người bệnh tiểu đường ở đây thì trong dòng sản phẩm glucagon bên em thì đã cung cấp sử dụng 3 loại đường dành cho người tiểu đường, đó là isomalt, maltitol và palatinol, thì nó sẽ hỗ trợ giúp mình ổn định về cái đường huyết. Thứ hai, nó cũng sẽ cung cấp cho mình cái dưỡng chất là về lysine để ổn định hàm lượng đường trong máu, cũng như là mình muốn tăng cường hệ miễn dịch đối với người bệnh thì ở đây mình có cung cấp thêm những dưỡng chất trong cái hệ antioxidant, là gồm có những vitamin A, C, E hoặc là thêm các chất selen để tăng cường hệ miễn dịch, và thêm cái dưỡng chất adenine là để hỗ trợ mình tái tạo lại mô cơ thể. Kèm với đó là thêm cái dưỡng chất axit glutamic để giúp cho mình giảm stress, căng thẳng, mệt mỏi. Ngoài những điểm chính mà để hỗ trợ dành cho người bệnh tiểu đường như là ổn định đường huyết hoặc là cân bằng chỉ số đường huyết thì dòng sản phẩm của em nó cũng cung cấp về dưỡng chất là chất xơ phốt để hỗ trợ cho người bệnh về vấn đề là phòng tránh táo bón, cũng như là hỗ trợ thêm về dưỡng chất bufa để phòng tránh bệnh tim mạch. Đối tượng sử dụng ở đây mình sẽ sử dụng dành cho người bệnh tiểu đường và dùng cho trẻ từ 2 tuổi trở lên mình có thể sử dụng được. Thì cái liều lượng pha chuẩn ở đây thì thường mình sẽ dùng là 5 muỗng, mình pha với 180 nước thì sẽ được 1 ly pha chuẩn sữa của mình, 210ml sữa. Đó là về dòng sản phẩm tiểu đường. Dòng sản phẩm tiếp theo em giới thiệu đó là dòng sản phẩm dành cho bệnh nhân ung thư, đó là dòng sản phẩm Nutricare 5. Thì trong dòng sản phẩm Nutricare 5 này nó có một điểm đặc biệt là thứ nhất là nó có hỗ trợ về dưỡng chất là fucoda từ tảo biển. Thì đối với dưỡng chất fucoda từ tảo biển, nó sẽ hỗ trợ cho bệnh nhân thứ nhất là về miễn dịch, thứ hai nó sẽ giảm cái sự phát triển tế bào ung thư. Kèm theo đó, dưỡng chất fucoda là nó có kèm theo dưỡng chất là tinh chất nghệ nanocurcumin, thứ nhất nó sẽ có tác dụng là hạn chế về vấn đề tăng sinh cũng như hỗ trợ thêm cho mình về chống oxy hóa và kháng viêm. Ngoài hai điểm chính là mình hỗ trợ về dưỡng chất là fucoda và nanocurcumin thì trong cái dòng sản phẩm Nutricare 5 dành cho bệnh nhân ung thư mình cũng sẽ cung cấp thêm một thành phần đặc quý là adenine và BCA, nó để hỗ trợ cho mình về năng lượng cũng như tái tạo lại mô cơ, phục hồi lại khối cơ săn chắc hơn. Cũng cung cấp ở đây là thêm về cái dưỡng chất là đặc quý là lactium để hỗ trợ mình vấn đề là điều hòa về giấc ngủ cho bệnh nhân cũng như cải thiện về thần kinh trí nhớ cho mình. Hỗ trợ 100% về hàm lượng chất xơ cũng như kèm thêm về dưỡng chất vitamin B để hỗ trợ cho mình về vấn đề ăn uống. Điểm đặc biệt đó là dòng sản phẩm Nutricare 5 nó không chứa đường lacto ạ.